Dạ, kính chào quý cô chú anh chị em. Thì hôm nay ngay chợ Bông Giang sẽ dẫn cho quý cô chú anh chị em mình xem một cái vị trí nền rất là đắc địa luôn nha. Đây là khu chợ Bông Giang ha. Này thuộc xã Dây Sưng, huyện Phong Điền. Đây là cái bảng cổng chào của xã Dây Sưng, huyện Phong Điền. Thì từ hướng Bình Thủy mình chạy vô là qua chợ Bông Giang cỡ 500 m là tới vị trí nền ha. Thì từ chợ Bông Giang này sẽ chạy lên vị trí nền khoảng 500 m. Thì nền này cách chợ Bông Giang 500 m thì đầy đủ tiện ích hết ha. Đi ra tới bệnh viện Nhi ha, đường trường đại học FPT nó tầm khoảng chừng 3 km. Còn nếu đi ra đại học Nam Thơ thì khoảng 2 km nha. Thì con đường này là con đường 918, đường Bùi Hữu Nghĩa, thì đang chuẩn bị nâng cấp mở rộng ra khoảng 30 m. Thì nó cách đường từ vị trí nền mở cách đường vành đai phía tây á, là khoảng 1 km là chúng ta sẽ tới đường vành đai phía tây nha. Khu này rất là tiềm năng phát triển luôn, lộ đang mở rộng ra ha. Thì nó đang mở khúc ở trong hướng Dây Sưng dài ra ngoài đường vành đai phía tây. Thì quý cô chú anh chị em là có nhu cầu sở hữu một cái nền diện tích bề ngang 4,2 m, dài 38 m, thì tổng diện tích là có 159 m. Pháp lý thổ cư ha, thì đây là cái nền khá là lý tưởng cho quý cô chú anh chị em mình xem tham khảo. Thì giá bán là khoảng 1,35 tỷ là chúng ta sẽ sở hữu được một cái nền khá là lý tưởng luôn. Đường hiện thời thì đường 6 m đang nâng cấp ra tới 30 m luôn nha, vừa lề vừa lộ luôn. Đây là một cái nền khá là lý tưởng cho quý cô chú anh chị em mình xem tham khảo ha. Đường thì đường thông, nó sẽ thông qua các tỉnh khác luôn nha, xa khá phường khác đâu luôn. Thì đây là tới vị trí nền nè, bề ngang 4,5 m, bề ngang 4,2 m, dài 38 m. Đây thì trong cái hàng rào này ha, thì ganh góc nó rất là rõ ràng luôn. Thì quý cô chú anh chị em nào cần sở hữu cái nền này là khá là lý tưởng. Thì nền này đang quay về hướng hướng tây nha. Nền này các nhà quay về hướng tây cũng có gần sông đồ, rất là mát mẻ luôn. Đây là một cái nền khá là tiềm năng phát triển cho quý cô chú anh chị em mình xem tham khảo. Với cô chú anh chị em nào có nhu cầu sở hữu cái nền này thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại 0396 400040 40, sẽ dẫn quý cô chú anh chị em đi xem vị trí ha. Còn mua bán thì khi gửi thì mình thương lượng chính chủ ha. Thì sau dãy nhà bên đây là cái nhà, dãy nhà bên đây là nhà mé sông nha, có mấy sông dưới đây, gió nước đồ này kia nó cũng rất là mát mẻ thoải mái luôn. Khu vực này nhà cửa rất là đông đúc luôn nha. Thì đây là một cái nền khá là lý tưởng luôn, nền rất là cao ráo vuông vức, thì bằng phẳng không có mương rãnh gì hết ha. Vòng vòng đây thì nhà cửa rất là đông đúc luôn nè. Thì về tới trung tâm thành phố Cần Thơ đâu đó nó tầm khoảng 7-8 km là chúng ta sẽ về tới trung tâm thành phố Cần Thơ nha. Đất này thuộc xã Dây Sưng, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Thì quý cô chú anh chị em nào có nhu cầu sở hữu một cái nền mặt tiền lộ nhựa hiện thời 6 m đang mở rộng ra ở phía trong dài ra thì gần 30 m, thì đây là một cái nền khá là lý tưởng luôn. Bề ngang 4,2 m, dài 38 m, thì nó dính vô phần lộ giới khoảng 10 m nha. Dính vô phần lộ giới khoảng 10 m thì còn cả 28 m. Các nhà quá là tuyệt vời luôn nha quý cô chú anh chị em. Có pháp lý là thổ cư, có thổ cư chẳng nha. Đây đèn đường, điện điện đầy đủ hết. Đường thông thoáng, xe qua lại rất là nhiều luôn.